Trời đất ơi, mà công nhận ngon thiệt man. Đi đái 3 năm là chưa xuống màu. À, em thấy phòng ghi bình tân của anh đó, cũng đi đái 3 năm rồi chưa xuống màu, cam nhưng mà cam. Mà chứ mà hãy chơi đồ dỏm đi ha. Chừng 2-3 tháng thôi, tự nhiên cam nó chuyển ra trắng luôn. Cái logo bên quận 9 nó sẽ nổi hơn. Và cái bàn bên quận 9 nó đặt, nó gọi là nó cách điệu hơn. Hình ảnh con thuyền BBT, tao thuyền trưởng. Wow. Mốc anh làm cái tượng đồng anh đứng lên cái bàn đó, để nhỏ cái đây nè. Đó, anh là thuyền trưởng đứng trên con thuyền BBT. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của anh Duy Nguyễn. Hôm nay tiếp tục anh đi chia sẻ tụi em những kiến thức rất là quý giá. Bất động sản, không ai dạy tụi em đâu. Nhưng mà trước khi đi vào cái clip này á, thì anh chia sẻ chút xíu về cái cảm nhận khi mà cái clip mà Penthouse quận 7 up lên mạng xã hội đó em. Thì trong những mạng xã hội rất là nổi tiếng của anh Duy Nguyễn, trong đó có cái mạng TikTok đó, có cái mạng TikTok á, thì anh up cái clip đó lên á, thì sau một đêm nó tăng follow 35.000. Đó, thì nó nói chung là anh em vô đó chửi quá. Có mấy sale vô chửi luôn nữa, hài lắm em. Vô đọc còn bình luận cười bò luôn á. Có thằng nữa nó khen anh là chia sẻ những điều không ai dám nói hết. Còn có cái đứa đó nói, ủa sao chị ở chung cư mà gọi là 20 năm rồi đâu có nghe cảnh nào phập đùng mà nó viết giấy dán chủ nhà đâu. Cái nói thì bà chỉ là hạt cát giữa sa mạc, chọt nước giữa biển khơi, sao bà đâu đại diện được hết chung cư. Cái câu chuyện chung cư sao bà thấy hết được mà bà đã vô bà comment và nói tôi nói xạo. Đúng không? Cái bà đó bà vô duyên không em? Bà không thấy nghĩa là không, đâu nghĩa là không có. Yes. Đúng không? Mà cái chuyện mẹ tình dục trong chung cư nó nổi đình nổi đám mà dân chơi ai chả biết. Nó không những cái đó mà nó còn những cái khác nữa. Đó rồi không bàn nghe. Rồi xong rồi có thằng kia nó biết lợi dụng thời cơ lắm em, nó anh Duy ơi đừng mua chung cư anh xấu lắm, anh mua đất nền em, bán đất nền anh đó. Ủa, hay tay đó ghê chưa. Thì nói chung trên đó nó comment nhiều lắm, nó cười bò luôn. Thì tụi em có thể theo dõi kênh TikTok của anh, tất nhiên app TikTok anh xóa rồi, anh xóa cái app TikTok trên điện thoại này của anh nè. Nhưng mà trên điện thoại của nhân viên anh nó còn, nó đang cầm ạc cho anh. Mấy em gái được nhắn tin trên đó chắc chắn người trả lời không phải là anh. Đúng không? Muốn nhắn tin cho anh chỉ con cách thôi, tích xanh Facebook, nhắn tin lên tích xanh Facebook thì anh trả lời. Còn thì hôm nay các bạn biết là cuộc chiến giữa Mỹ với Trung thì nó có vấn đề TikTok đem nó bem. Thằng ứng dụng nó tạo ra một cái app mà nó tự động nó kiếm mấy cái app khác của Trung Quốc đó, nó giết sạch hết. Đó, Ấn Độ là nước đi đầu trong phong trào tẩy chay app Trung Quốc. Mà bây giờ cái app TikTok đó đang bị Mỹ cáo buộc là ăn cắp dữ liệu cá nhân. Ăn cắp dữ liệu cá nhân nên thôi anh thấy anh chạy trước cho chắc cú. Đó, tại vì anh nói chung mấy mạng xã hội chơi cho vui thôi mà. Anh phát triển tứ trụ Sài Gòn, còn mấy cái mạng xã hội này chơi cho nó vui thôi. Anh xóa TikTok rồi, tụi em xóa hay chưa? Thằng Trump hacker nó kêu xóa luôn rồi đó. Còn nếu mà điện thoại cốc cốc thì thôi kệ, để cho đại vui mà. Nói chung gái nó múa nhảy lắc riết gì đó thôi. Rồi, thôi quay lại vấn đề ngày hôm nay. Hôm nay tiếp tục đi qua kiến thức bất động sản, vấn đề xây nhà. Hôm nay công trình quận 9 nó đang ráo đó mẹ, nó làm ghê lắm. Tụi em biết đâu, chứ bên đó là nó làm kinh khủng lắm, anh hôm qua thôi. Thì trong vấn đề xây nhà có một cái khâu hoàn thiện. Cái khâu hoàn thiện là khâu mà nhức não nhất, đúng không? Các bạn xây nhà nó có hai phần thô và phần hoàn thiện, tách biệt rõ ràng. Trong phần hoàn thiện nó có sẽ nhiều khâu khác, nhưng mà hôm nay nói về khâu nội thất. Cái khâu nội thất trong phần hoàn thiện là một cái vấn đề mà nó thể hiện là đẳng cấp ngôi nhà. Nó thể hiện cái sự nhức đầu mà thể hiện cái sự mà bạn bị lừa cũng nhiều nữa. Các bạn bị lừa phần này nhiều lắm. Hả? Thì như vậy thì hiểu như thế nào nội thất? Cái bà. Xấu quá. Bà này xấu em. Xấu không? Mà mắc lắm á. Anh nói cho em nghe. Mặt dưới là acrylic 2 triệu mấy mét. Wow. 2 triệu mấy mét bàn. Trên kính cường lực. Nó mắc nhưng mà nó bền. Đó, của anh là vĩnh hằng luôn. Bao nhiêu con nằm ngửa nằm sấp trên đây bảo đảm em nó ràng cái bình lao cái là sạch. Còn mấy em mà chơi bằng gỗ á thì nó không được vậy. Tất nhiên ở đây là cái thể hiện cái sự quan điểm thôi. Anh là phong cách anh hiện đại. Anh không có thể theo phong cách của mấy anh cha cổ lô sĩ. Mà nhà tối ngày chơi cái bộ bàn gì đâu mà thấy cái kinh khủng khiếp luôn. Cái bộ bàn kinh lắm, bộ bàn mấy tỷ. Thấy chưa? Nó đi vô khắc chạm trổ đồ rồng phượng gì từ lưa, ghế nói chung là cái ghế mà nó hay triển lãm ở trong cái chỗ đồ gỗ đó mấy em. Gỗ mà đốn rừng á, gỗ không biết cái cây gì đó không biết. Chơi cái bộ bàn nhìn thấy vải chè luôn. Đó, còn anh là phong cách hiện đại, anh chơi toàn đồ nhân tạo không à. Đồ nhân tạo, nói thiệt cái này nhân tạo mà. Này nhân tạo, gỗ nhân tạo. Thì bây giờ á, cái phần nội thất á,
anh nói luôn, hôm nay anh cũng rất là đau đầu, công việc rất là áp lực này nọ, mà anh phải đối diện với một cái hợp đồng nội thất nó chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là 575 triệu. Những giai đoạn sau cũng là như vậy. Tại vì vị chi một tổng hợp đồng nội thất của anh không 1 tỷ rưỡi. Chưa tính VAT. Nói anh có xuất VAT không? Đang suy nghĩ đây. Tại vì xuất VAT này lớn quá mấy em. Hiểu không? Mà xuất VAT lớn như vậy á thì doanh thu của anh nó giảm lại. Mà doanh thu nó giảm lại á thì nhiều khi nó phiền mấy em. Nói chung là mấy sếp thích mà đóng thuế nhiều, chứ mấy sếp không thích mà doanh thu ít. Nó vậy đó. Hiểu chưa? Mà nó mấy tự nhiên mấy cái ghê chưa? Cái hóa đơn, cái vợ hỏi anh hóa đơn hơn 1 tỷ rưỡi này có lấy không? Tự nhiên mình nghĩ thôi, tự nhiên đó 1 tỷ rưỡi hết, gần 200 triệu tiền VAT hết trời. 200 triệu tiền VAT lớn lắm đó ba. Không phải nhỏ đâu nha. Tiền VAT không hay gần 200 triệu là cực kỳ lớn. Nói chung giờ tiền VAT công ty anh nó còn khoảng chừng 10 tỷ. Nhà nước nợ anh á. Hôm nay chuyên sâu cái toán nó không nói, nói qua hợp đồng rồi thất đi. Thì nó đưa cho anh hợp đồng đó, đầu tiên phải nhìn thằng này có chém không cái đã. Mà chắc nó không chém đâu. Mà chắc chắn là phải có chém. Đó, khỏi bạn mày thừa nhận nhau là chắc chắn là nó chém rồi. Nhưng mà chém ở cái mức độ nào hả? Thì cái đó là cái mà chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Thì anh chưa ký nha. Chưa ký, đang suy nghĩ tối nay có biến gì không. Để 5-6 ngày thử suy nghĩ ngẫm nghĩ có bị lỗ không. Đúng không? Tao bút sai rồi chết. Bây giờ á, cái hợp đồng nội thất của anh em nghĩ cho nội thất mua nhà thôi. Nhà quân chính của anh á, tỷ mấy. Vậy thì anh nói luôn, nội thất là gồm những cái gì? Cái sàn là không tính đó nha. Cái sàn là thằng gỗ khác nó vỗ làm. Nội thất là lại gì? Làm bàn, làm vách, làm tủ, làm kệ. Với số trang trí trong nhà thôi. Nói trang trí trong nhà cho nó ai thì chỉ con khỉ gì. Trang trí trong nhà có cái logo BBT, logo Thanh Online đó. Với cái bàn làm việc hình con thuyền đó. Với mấy cái vách này, trang trí này nọ kia. Vậy tại sao nó đắt như thế? Nó vô giá thôi. Bây giờ nội thất nó dễ bị gài nha. Bây giờ á, anh nói luôn, cái nội thất của THOL đang làm á là nó dao động từ 1 triệu 6 cho tới gần 3 triệu mét. Vậy thì cái gì nó quyết định đang 1 triệu 6, gì nó quyết định nó 3 triệu? Nó là chất liệu à. Đúng không? Chất liệu thì tụi em nghèo nghèo quá thì tụi em chọn sơn đi, rẻ nhất. Anh thấy phòng khách sạn toàn sơn không có làm gì đâu. Có khách sạn mà đầu tư đồ nhanh chắc họ nó bán nhà luôn. Đâu có ai cũng phải dân chơi như ông ngoài Hà Nội. Ông ngoài Hà Nội ông đầu tư khách sạn giác vàng. Thấy tiền bỏ trong đó là mấy ngàn tỷ đó, thuê 5 triệu đêm trời, khách sạn gì đó ngoài Hà Nội hôm nay đăng báo. Nên nội thất là gì, cái nhà của em á, khi mà em xây xong nó đen thùi lùi à, thằng chủ thầu á nó sẽ làm cho em cái phần thô là phần xi măng không đó, rồi mày làm như vậy là đó, mày sơn tính tiền, mày ốp gạch tính tiền, ốp gỗ tính tiền, ốp đá tính tiền. Vậy cái nội thất của anh nó gồm có đá và gỗ, nói rõ ràng với nhau như vậy. Nội thất phòng gym gồm đá, gỗ, kính, ba cái này nó phối hợp với nhau tạo thành một cái ngôi nhà. Đá với gạch là chung với nha, chỗ đá chỗ gạch nha mấy em. Nên chứ không phải là chỗ nào là cũng là đá không. Đá nó nặng lắm ông nội. Nó nặng này nọ, nó rớt bể đầu, hiểu không? Cái cầu thang là đá nha, còn cái vách đó là gạch. Thì bây giờ gỗ á, nói chung nó nhiều lắm em. Gỗ thì họ chả có thằng khỉ nào mà làm gỗ thiệt hết. Tại gỗ thiệt sao làm vách ba? Đúng không? Gỗ thiệt cùng lắm làm cái tủ thôi. Đúng không? Cùng lắm làm cái tủ với cùng lắm làm cái bàn, cái ghế thôi. Nên bây giờ vấn đề nó tranh luận nhau giữa trường phái hiện đại với trường phái cổ lỗ sĩ đó. Cái trường phái cổ lỗ sĩ vô gặp đam anh không trường phát nào á, tội anh xây nhà nhưng mà đam chết mẹ anh luôn á. Hỏi sao vậy, nói tần di sao chơi được gỗ công nghiệp không vậy, chơi gỗ thiệt nó mới đẳng cấp con. Nó nói dạ gỗ thiệt đẳng cấp thiệt mà xấu quá, đúng không, xấu mà sến nữa, nó không có phù hợp trong môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh á, bây giờ mình phải chơi gỗ này, gỗ nhân tạo nè, gỗ công nghiệp nè, nó sơn màu này màu kia, đổ lỗ nó đặt cách kiểu cái này kiểu kia, nhìn vô nó mới đẹp. Mấy em có đồng ý quan điểm đó không? Mấy em quay như bức tường này không? Tường anh là gỗ đó, gỗ này gỗ cách âm luôn. Em thấy cái phòng này tại sao anh Di quay video mà tiếng nó trong veo vậy? Tại vì anh Di đầu tư cái phòng này quay là gỗ cách âm mấy em. Ở trong đó nó độ 4-5 lớp mút nữa. Nó rồi xong rồi cái bữa hồi đó anh làm cái này, cái con người cản nó đụng mút nhiều quá cháy nhà rồi sao. Cái nó trời ông nội ơi, không bao giờ làm ăn, nó làm ăn đi bà, nó chỉ cháy nhà nữa, bàn gì sao ra, đúng không, bàn gì không ra được. Nên thôi anh quyết định anh làm gỗ này 2 triệu mấy mét. Thế tức là nội thất người ta sẽ tính cho em nó làm gì, nó cộng gì không biết, không biết nó tính mét vuông, nó tính tiền, thì đếm cái vách của em bao nhiêu mét vuông thì nó cộng vô bấy nhiêu tiền. Nó mà cái phần làm nội thất nha là cái tiền công nó cũng rất là cao, đúng không. Nên chọn chất liệu, tụi em đừng nên chọn chất liệu cùi. Tại vì tụi em chọn chất liệu cùi là tiền công nó ăn hết. Tụi em phải chọn chất liệu nó tương đối. Tương đối là chơi rơi vào khoảng từ 1 triệu 6 cho tới 2 triệu đó là ngon rồi. Đừng chơi acrylic nó mắc tiền, mà chơi gỗ MDF đó, MDF đó, gỗ nó được rồi. Nó kêu là cái gì mà MDF, malanin gì đó, không biết nữa. Loại đó đó. Nó có nhiều mẫu để em chữa lắm. Là lựa là loại sần sần cũng có nha.
loại bóng cũng có nha, loại lỗ cũng có nha, loại gạch cũng có nha. Em muốn sơn màu nào nó có màu đó hết. Nó mà có nhiều công ty nó làm ra loại gỗ đó, mà theo như biết có công ty tên An Cường đó. Gỗ An Cường, mới đáp An Cường này nọ kia đó, thì mấy thằng thầu nó mua gỗ nó về, nó cắt nó cưa, nó xào nó chẻ này nọ, nó thiết kế 3D 4D đồ lên mình viết cái làm. Đó thì giờ tổng quan á thì em thấy bên quận 9 anh có làm nhiều đâu. Chỉ có cái phòng lễ tân, cái phòng yoga. Rồi cái home gym với một số cái giấc nhỏ toilet. Đầu của toilet tốn tiền bà cố luôn không nội. Mấy em đừng có thấy cái miếng dách mà cam cam ở trong toilet mà tụi em đi đái á, mà tụi em tưởng rẻ nha. Biết nhiêu không? Nó báo qua là 2 triệu mấy một mét đây. 2 triệu mấy một mét kèm luôn phụ kiện. Phụ kiện là gì? Bù lon, con tán, mấy ống chích dằn dặn để quay quay đó. Đó là phụ kiện. Trời đất ơi, mà công nhận ngon thiệt man. Đi đái 3 năm là chưa xuống màu à. Em thấy phòng ghi bình tân của anh đó, ngủ đi đái 3 năm là chưa xuống màu, cam nhưng mà cam. Mà chứ mà hãy chơi đồ dỏm đi ha, chừng 2-3 tháng thôi, tự nhiên cam nó chuyển ra trắng luôn. Đó. Nên em thấy anh đầu tư cái hệ toilet bên Bình Tân á, đắt sắc ra miếng đó. Đó. Nhưng mà cái nội thất của anh nó là nội thất sang và nó bền. Mà muốn làm được vậy đó thì phải mua đất xây gym. Chứ tụi bay đi thuê phòng gym, tụi bay người ta mà tụi bay đầu tư cái này thôi, tụi bay thắt cổ tụi bay chết. Đúng không? Nên người ta đi thuê phòng gym á, người ta đầu tư kiểu khác. Người ta không dám chơi cái hệ nội thất là gỗ. Mà người ta chơi là gì, mấy cái miếng quỷ quái in hình Sun Cu dán vô, in hình mấy thằng Nobel Nogen rồi dán vô hết. Sơn xiết lắp hình lắp kính xong. Đó, giá trị nó rẻ. Còn nội thất của anh là nội thất nó sang nên nó gắn lên từng cái mảng tường nên nó lâu lắm, nó bền rất là kinh khủng em. Nên nó đắt tiền. Đó. Thì cái bên quận 9 á là cái thiết kế á, anh làm hai lần luôn á. Lần đầu tiên thằng thiết kế nó thiết kế không được đẹp lắm, với phần nó thiết kế hơi bị phi thực tế. Mấy em nên nhớ, tụi em nên làm nhà đó, cái thằng thiết kế là cái thằng vẽ ra lấy tiền. Cái thằng vẽ ra lấy tiền, còn cái thằng đi đàm á, nó làm được. Đó, nó thôi thiết kế như vậy, thứ nhất đốt tiền mẹ chủ đầu tư. Thứ hai nữa, nó thiết kế vậy em làm cũng chả được nữa. Nên cái thằng nào mà nó nhận thầu làm, nó phải thiết kế lại để nó làm được. Nó vậy đó mấy em. Chắc chắn là tụi bay dính, tụi bay khỏi cãi. Ông tụi bay đi đúng không, đi mà thuê gì vẽ nhà đó. Vẽ nhà đó, nó là giờ thầu nhà bao luôn bản vẽ đó. Là chắc chắn nhìn được trường hợp này. Nó vẽ cho đẹp thôi, nó vẽ trên 3D Max á, nó vẽ cho nhìn nó lung linh thôi. Chứ khi thi công thằng kia, thi công thích chết ngoại. Bởi vì thằng thi công bây giờ nó chửi thằng thiết kế hết á. Nó xiền luôn. Còn nếu mà em làm bài bản thằng thiết kế mà nó theo dõi cái nhà em luôn thì thôi cái nhà em nó chắc nó giá ra trên đây nè, chứ không phải nằm dưới đây. Đó. Nên cái cú này anh hay đam mấy thằng sinh viên mới ra trường á. Mấy thằng sinh viên mới ra trường méo quá tường nên làm mướn chết mẹ luôn, vô dạy làm nhà. Nó trời đất ơi làm nhà kỳ quá, gì làm nhà không có thiết kế, không giám sát. Đừng có nuôi cái bọn đó cho bán nhà hả? Yes. Đúng không? Miễn sao tao làm ở nhà thôi. Lộn xộn. Nó nó vẽ ra nó ăn tiền mình đó mấy em ơi. Lạ gì bọn đó nữa. Nói chung á tụi em đã xây nhà chịu cực một chút. Thứ nào mình biết chút hết mình mới làm được. Còn không thì để cho nó xỏ mũi dẫn đi. Thôi quay ra cho nổ chút xíu về quận 9 coi. Quận 9 bây giờ lễ tân á là cái bàn. Bàn là hình con thuyền. Mấy em có đồng ý với anh không? Những cái sao nó luôn đẳng cấp như cái trước. Cái quầy lễ tân bên Bình Tân nhìn muốn ói luôn á. Ủa tao nhìn tao muốn ói luôn mà tụi bay vô nhìn sao đẹp quá. Đúng chưa? Đúng chưa? Anh nhìn đó, má nhìn muốn ói luôn. Nhưng tụi bay vô nhìn, ồ quá, vì Bình Tân đẹp dữ trời. Đó, nhưng mà anh không hài lòng. Cái gym quận 12 đỡ hơn. Cái gym quận 12 nó đỡ hơn, nhưng mà nó bị xấu nhất là cái logo. Cái logo nó bị tối. Không có giải pháp đèn cho nó, ủa fail luôn. Nên quận 9 là anh khắc phục được cái logo. Cái logo bên quận 9 nó sẽ nổi hơn. Và cái bàn bên quận 9 nó đặt, nó gọi là nó cách điệu hơn. Hình ảnh con thuyền BBT, tao thuyền trưởng. Mốt anh làm cái tượng đồng anh đứng lên cái bàn đó để nhỏ cái đây nè. Đó, anh là thuyền trưởng đứng trên con thuyền BBT. Bây giờ tụi em nhìn cái nội thiết kế của BBT là con thuyền nha. Rồi đối diện với cái vách đó là kê cái bộ sofa. Là hình gì? Sóng nhạc. Trời ơi, gỗ mà anh chơi cắt từ miếng ghép ra. Làm gì? Làm kêu là cái gì? Đạt kêu là cái đó cái gì mày? Cái gì thanh nhạc hả? Kêu là cái mẹ gì? Cái gì mà đàn nó từng cái chọt cái này. Nó này kêu là cái gì mấy em? Comment cho nó comment. Và lần này á, thêm một cái nữa là cái trần. Cái trần bình thường nó thạch cao thôi cho rẻ mà. Bây giờ cái trần anh chơi, anh đầu tư 2 triệu mấy một mét. 2 triệu mấy một mét trần anh giật ra. Đúng không? Để luôn biểu tượng của BBT màu cam. Cam sọc trắng, đó thiết kế. Cái thiết kế mới nhất của bên quận 9 nó là như vậy. Và cái thiết kế đó nó sẽ thành trong vòng tháng nữa. Khi mà anh ký vô cái hợp đồng này, anh chuyển tiền cho nó là nó mua vật liệu làm liền. Nó giờ đi tới trong phòng yoga cũng là nội thất không em.
thí dụ như cái phòng yoga bây giờ lắp kính được rồi, nội thất là mẹ người ta, đúng không? Em đi tập gym chỗ khác đâu có làm đâu, đâu có làm nội thất chỗ đó đâu. Nhưng mà không, cái phòng yoga kỳ này là anh chơi lớn luôn em. Anh chơi lớn, anh nói sơ sơ thôi nha. Bây giờ kính là vẫn có, mà cái sân khấu, em nhìn cái sân khấu background nè. Cái logo đó là anh thiết kế mà 10 ngày 9 đêm mới xong đó. Đó, cái logo mà yoga and dance đó, đó. Nó bự lắm, nó nằm nè, ngạo nghễ. Đó, một mình đó thôi. Cái lớp trắng đó phải là sơn đâu ba. Cái lớp trắng nó biết là gì không? Nó có hai giải pháp, một là đi in, dán lên. Hai là chơi lớp Mika luôn, in lên. Nhưng mà chưa biết chọn giải pháp nào để coi. Nhưng mà ở dưới cái lớp đó là gỗ. Ở dưới cái lớp đó là gỗ, nó mới tạo được một cái mặt phẳng nó thẳng. Đúng không? Cái mặt phẳng nó thẳng chứ không ai dán trực tiếp vô là tường. Để thi công cái miếng đó, đó là tường em sơn hết. Ở trong em bắn những ốc vít này nọ, gắn khung xương vô, xong ịnh tấm miếng gỗ vô. Miếng gỗ nó báo anh là gần 2 triệu mét. Đó, xong rồi in thêm cái logo đó vô nữa. Trời ơi, má ơi, đầu tư kinh chưa. Mà cái đó không phải là đặc biệt của cái yoga đâu. Mà hả, cái yoga ở phía bên tay trái á, nó là cái hệ kính. Nhưng mà kính này không là kính. Kính này là tủ. Mà kêu là tủ kính. Mà kính là kính thủy. Hiểu chưa? Hiểu chết liền á, tao nói tao chưa hiểu nữa. Giờ hiểu cái tủ chưa? Cái tủ này nó sẽ mở ra mở vô được cái cửa đúng không? Nhưng mà bình thường mình nói là tủ kính là cái tủ, cái kính. Cái kính của cái tủ là bạn ở ngoài, bạn nhìn vô bạn thấy đồ ở trong đúng chưa? Yes. Còn cái tủ này bạn nhìn vô là bạn thấy bạn, chứ bạn thấy đồ ở trong. Tức là cái cửa đó là nó áp bằng kính thủy, mà mở ra là cái tủ ở trong để với cái thảm yoga. Oh, really? Đó, đồ cái loại đó mất tiền lắm ba. Thấy ghê chưa? Chơi như vậy đó anh em nó mới trầm trồ. Còn mấy vàng trên máy lạnh thì khỏi bàn, khỏi cãi nữa, nó khỏi nói nhiều nữa. Đó. Nên cái đó là những cái gì? Đó là nội thất. Còn giờ ở trong toilet nè, nội thất gồm cái gì? Cái dách nè, cái blocker nè. Có một blocker đó, Thanh Di xài sẽ từ mẹ, cái chuyện nó quan trọng mẹ. Cái chuyện nó không phải là bản chất, đúng không? Bây giờ nó xài thẻ từ này nó kia hơi từ lãng phí gì, mẹ cứ đưa chìa khóa cho mày, mày mở thôi, bình thường có chết nào đâu, đúng không? Nó tóm lại sau này cần á thì là chuyển, nó không có gì ghê gớm hết. Nên mày khuyên anh cũng vậy thôi à. Nè, cái tủ là nội thất, tủ nó tính theo mét nè, tủ tính theo mét nha. Ví dụ như giờ mét tủ 3 triệu, cứ tính nó đo mét tính vậy đó. Rồi xong rồi kính thủy, rồi xong rồi cửa vệ sinh, rồi xong rồi vách ngăn phòng tắm, rồi này rồi kia. Nói chung là cái toilet cũng là một cái nó đốt nội tiền nội thất rất nhiều. Toilet cả nam và cả nữ mà em, nó nhiều vách lắm, nó nhiều họa tiết, nó nhiều chi tiết lắm, nên cái toilet nó hơi bị đắt nặng tiền. Còn mấy cái phòng tập gym thì nó nhẹ, đúng không? Tại nó không thiết kế. Mà toilet có gì nặng nhất biết không? Thiết bị vệ sinh bồn tiểu 26 triệu. Đó, cái đó nặng tiền. Dồi sen color. Bà hổng tính xài thằng Group rồi. Mà thằng Group nó quăng cho tao báo giá xong đi đâu mẹ, bị Covid chết đâu rồi không biết nữa. Tới giờ không thấy liên hệ lại. Tại vì á, anh tính chơi là xứ á, thì anh chơi color. Mà đã là dồi á, thì anh chơi Group. Đó, thằng Group nó dồi của Đức, nó xịn lắm em. Rồi xong rồi còn thêm phần bên quận chính có tốn nội thất nữa là cái gì? Nó là cái gì? Home gym của anh Trà Bến á. Home gym mẫu của anh làm home gym mẫu đen nào tới mua máy home gym anh dẫn lên, anh cho nó coi nhìn qua vách kiến như này không cho vô. Sao vô được? Tao giữ chìa khóa mà sao mà vô được? Đúng không? Tao giữ chìa khóa mà. Đó, thí dụ như em mua bển em coi thì nhân viên nó dẫn lên thôi. Em đứng ở ngoài nhìn lớp kính là để kính trong mà nhìn thoải mái. Nhưng mà chìa khóa anh giữ. Tại cái đó không cho mượn chìa khóa được, em mượn chìa khóa được vô đó nó phá hư máy. Cái đó là phòng trưng bày home gym của anh mà. Nó nằm ngạo nghễ tầng cao nhất á. Mà còn mấy cái tầng còn lại thì nội thất chả đáng bao nhiêu. Nội thất thì này nọ kia thôi, nó chả đáng bao nhiêu, không có gì phải bàn cãi hết. Nhưng mà có cái hài lắm em, thảm cao su nói thôi giờ anh Di ký hợp đồng nội thất này cho em đi, cái phần thảm em bao. Ông nói mày bao sao? Dạ bao 7,5 triệu sàn. What? Tao không biết mắc rẻ. Mày thấy mày nhìn cái sàn, cái sàn trải thảm cao su á, là cái cao su anh mua rồi, nó tốn tiền, nó thuê nhân công nó trải thôi. 7,5 triệu sàn, 2 sàn 15 triệu, chưa VAT. Còn mấy sàn kia gỗ thì gỗ nó làm. Cái vấn đề sàn đó, anh thì một cao su 2 gỗ nha. Đó không nói nữa. Mới nghe nó bao nghe chua xót lắm nha. Nên nó cái hợp đồng nội thất là một trong, nói chung là vô cái phần hoàn thiện là thấy mày cái khúc này mà chơi nhau rồi đó. Vô phần hoàn thiện là khúc này mà cắn nhau mà sống rồi đó mấy em. Nên cái khâu hoàn thiện đó tụi em phải cẩn thận. Nói chung anh cũng biết chia sẻ hướng dẫn tụi em sao, tại mỗi nhà nó hoàn thiện mỗi kiểu khác nhau. Yes. Cái nhà ở bình thường thì nó hoàn thiện nó sơn thôi. Rồi tụi em dán hình, dán tranh hay mua gì dán lên thì đó tùy. Còn phòng gym thì nó trang trí decor kiểu khác.
tất nhiên nó có nhiều cách để trang trí phòng gym lắm. Anh thì anh nói chung phòng gym đó ra làm cái nhà, phòng gym đó ra làm cái building, đó là của anh, nên anh tốn, anh không có ngại, anh bỏ tiền vô đầu tư, đúng không? Còn cái phòng gym mà bạn đi thuê á thì các bạn sẽ đầu tư rất là khác đó. Thì hôm nay video ngắn gọn chỉ nói là cho các bạn chia sẻ về cái gì gọi là nội thất. Nội thất nó nhiều lắm, nhưng mà cái vấn đề mà trang trí nội thất bằng gỗ đó, bằng gỗ á, thì nó sẽ là như vậy. Nó cái giá nó nằm ở trong khung từ 1.6 triệu tới 2.3 triệu. Acrylic thì nó có giá rồi nghe. Nó thì thông qua những chia sẻ của anh với những cái hình mà media nó dựng lên đó, thì tụi em sẽ hiểu được cái building quận chính đó là nó trang trí nội thất như vậy, mà nó đang đi trong giai đoạn hoàn thiện này. Nó có nhiều phần, nhiều phiết lắm, đừng hỏi tới chừng nào khai trương tao cũng biết đâu mày ơi. Chừng nào xong thì khai trương thôi nha. Xong, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.